20 cân bột một ngày là tương đương với bao nhiêu cái bánh tôm? Khoảng tầm hơn 1.000 cái đấy. Hơn 1.000 cái. 1.000 cái bánh tôm là kinh khủng đấy. Đấy còn chưa kể là còn có cả nem lụi này, xong nem cuốn. Mình là Hoa Hậu Vỉa Hè và các bạn đang ở Bánh Tôm Hoàng Thành ở 153D Đội Cấn. Đinh đinh đinh. Thế nào là một chiếc bánh tôm chuẩn không cần chỉnh? Bột bánh rán giòn vàng ươm, tôm tươi đỏ ửng, bánh thì giòn đều nhưng mà không được cứng, thì tôm mềm và ngọt, miêu tả vậy đã đúng chuẩn chưa? Bánh tôm bắt đầu xuất hiện từ những năm 30 của thế kỷ trước, gắn liền với địa danh Hồ Tây, nhưng mà hôm nay thì lại là bánh tôm kiểu mới, khác hoàn toàn với phiên bản xưa cũ đấy, mà ta tạm gọi là bánh tôm Hoàng Thành đi, bởi vì tên quá như thế mà. Bánh tôm này là của nhà mình là sẽ khác với bánh tôm Hồ Tây đúng không anh? Bột nó khác hoàn toàn đấy, bột nhà anh là rất là giòn, thơm và đặc biệt là nhà anh nhiều tôm và to hơn. À. Bên anh sẽ là công thức bột đặc biệt em ạ. Bọn em để thoải mái để một ngày, hai ngày nó vẫn giòn như thế này. Nhà anh sẽ dùng bằng dầu mezan tầm khoảng một ngày đến hai ngày là bọn anh sẽ thay dầu mới. Nếu ngày đông khách thì chỉ cần một ngày nhà anh thay luôn rồi. Mình chiên bao nhiêu lượt bánh thì mình phải thay dầu ăn một lần không hả? Tính theo cái như kiểu nhà anh mà chiên khoảng tầm 1.000 cái bọn em sẽ thay dầu một lần luôn. Cắt không khéo là sẽ bị vỡ. Đúng rồi, cắt không khéo sẽ vỡ nhưng mà đảm bảo về phần tôm và phần thịt nó phải luôn chia đều. Thế thì bảo sao mà tôm nó phải to như thế? Rồi, tôm nhà anh rất là to. Miếng nào đấy cũng to. À mà lại nói về rau, đi ăn hàng thì lo nhất là cái khoản rửa rau nhỉ. Ở đây họ dùng máy ion kiềm để rửa sạch rau này, xong rồi cho vào máy vắt ly tâm để vắt rau. Cảm giác thấy nó cũng sẽ an toàn hơn. Đi đông người nên là bọn mình sẽ gọi ở đây là cái combo gia đình này là 369k. Chỗ này thì khoảng 4 người là ăn no thôi nên là bọn mình có gọi thêm 80.000 một suất bánh tôm này. Nhìn thì sẽ tưởng là đắt một tí nhưng mà tôm to thì cũng đắt. Bình thường ví dụ như là mọi người sẽ hay thấy là nổi tiếng với bánh tôm Hồ Tây đúng không? Là họ sẽ dùng nhiều bột hơn, nó có thêm cả khoai lang các thứ ấy, nó vừa giòn vừa mềm. Còn ở đây nó không có mềm gì hết. Ở đây là giòn luôn, đúng nghĩa là giòn rụm, giòn tan. Cắn cho mọi người thấy cái độ giòn. Tôm ngon cực, vỏ đây nó rất là giòn. Nó sẽ hơi khó cuốn một tí. Cá nhân mình thì mắm ở đây hơi sệt, mình thích mắm nó loãng ra một tí. Mắm nó sẽ hơi chua chua ngọt ngọt, ăn cùng với rau nó cũng giải ngấy nữa. Quan trọng là vỏ đây nó rất là giòn, nó không hơi dầu đâu. Nhưng mà để bảo là xuất sắc ơi là xuất sắc ấy thì cũng không hẳn, nhưng mà là rất là dễ ăn, với nhiều người thì là lạ miệng, chứ tụi mình thì lại mê nhất cái nem lụi này cơ. Nem lụi ngon nhỉ, thơm rõ mùi xả luôn. Nếu mà lừa cuốn chấm cục cũng ngon. Thực sự là nếu mà cái gì ngon nhất thì sẽ là nem lụi ngon nhất luôn. Còn có cả gỏi cuốn rong sụn này, đang hè nóng nên là món này bán chạy phết, thấy một giờ trưa thôi mà đã kêu hết hàng rồi. Có dâu tây nhưng mà không rõ vị dâu đâu, vẫn là tôm thịt thôi nhưng mà có thêm cái rong sụn giòn giòn sật đi, ăn hay cực. Nem cuốn với mình thì là bình thường hơi ngấy dầu, bánh tráng cuốn thịt heo này thì mình thích heo phải thái mỏng hơn cơ, nhưng mà mắm nêm thì khá là ổn nha. Không gian 3 tầng rộng rãi và khá là ưng khoản trông xe nha, bởi vì hai bác bảo vệ rất là chu đáo và hiền nữa. Đi giờ trưa thì hơi đông đấy nên mọi người nhớ đặt bàn trước nhá. Tụi mình đi 5 người gọi một combo gia đình với một phần bánh tôm thêm 80k thì tính ra là sẽ gần 100.000 một người, đấy là tính cả đồ uống rồi, là no hẳn luôn ấy chứ không phải no vừa đâu.